Sau anh Nhật xin chào các bạn nhé. Em vừa về thêm được một cái mát xa chân cực VIP luôn, rất là mới. Về còn hàng khá là to khủng các bạn nhé. Giờ này em nhập mấy chiếc mát xa này thì toàn nhập mấy hàng chọn tuyệt đẹp VIP của hãng Yamazen. Con này thì nó có cái nút này, các bác có thể điều chỉnh cái độ góc nghiêng của máy nhé. Bóp toàn bộ bằng công nghệ bóng hơi. Đấy, có cái này thì nó có thêm cái tính năng là có thể bóc cái vải này ra để giặt được. Chân mình đút sâu hẳn ở bên trong, sâu hẳn bên trong ngậm bên trong này. Bên trong này thì có một cái bàn nâng bằng hơi, có các viên bi ở trong các bác nhé. Bàn nâng ở trong có các viên bi ở trong để làm nhiệm vụ là massage bàn chân, gan bàn chân. Đấy, massage gan bàn chân luôn và bóp hơi toàn bộ bàn chân cộng với bóp hơi ở phần này, hai bên này, và đây có bi, hai bên này có bi các bạn nhé. Đấy, cũng đẩy hơi lên để bóp vào bụng bụng chân này, hai bên bắp bụng. Đấy, trên máy thì các bạn nhìn nó ký hiệu khá là dễ dùng rồi. Mình sẽ ngồi như này và mình nhìn đây là tập trung vào gan và phần bàn chân này, đây là phần bắp chân này và cả bàn chân. Đấy, dưới này thì là thư giãn mệt mỏi. Hai cái chức năng này nó ký hiệu bàn chân thế này, mình dùng Google mình sẽ cho được nhé. Sức mạnh nó dễ nó dùng thôi các bạn, bật nguồn lên. Đây là sức mạnh, giờ các bạn bật chế độ này. Đấy, điều chỉnh độ mạnh nhẹ, dễ dùng, để bóp hơi căng, khỏe, êm ái. Con này vẫn nguyên bản điện 100V quá nhé, hàng Nhật nguyên bản điện 100V. Hàng VIP hiếm có đấy, không có nhiều những chiếc này đâu ạ. Toàn bộ hàng VIP rất là đẹp, bóp rất là khỏe các bạn nhé. Cho tay vào đây này, còn căng tay đó. Căng tay luôn, hai cái sức mạnh mình bác nào mấy mình một trình độ yếu hơn thì nó bóp hơi là yếu hơn. Đấy, quá đẹp luôn. Chiếc này em bán là 3,6 triệu các bạn nhé, 3,6 triệu. Các bác có nhu cầu các bác alo nhé, chưa phí vận chuyển, chưa Việt Nam.